Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn bản cuốn sách Trong cái không có gì không của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong cuốn sách, Thiền sư đã giải đáp được những câu hỏi khó, ngộ nghĩnh và chân thành của các em nhỏ trong mọi lứa tuổi. Vui tươi mà sâu sắc, Trong cái không có gì không là lời giải đáp hoàn toàn thích hợp cho những câu hỏi của các bạn nhỏ, cho những người lớn đang đi tìm những câu trả lời cho những ai đang có những câu hỏi của riêng mình. Con hãy sống thật nhân hậu. Cuộc sống ngoài kia thật nhiều điều bất an, có những khi ta cảm thấy lo lắng quá nhiều. Thiền sư nhàn nhã nói rằng, thường thường, sự lo lắng của ta hay liên quan đến gì xảy ra trong quá khứ hoặc ta cho rằng sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng ta chỉ có thể chăm sóc cho những gì đang có trong giây phút hiện tại mà thôi. Để các bạn thấu hiểu sâu sắc hơn sự hồi đáp, ông lấy ví dụ về việc đi qua cầu. Rõ ràng, ta không thể qua cầu khi chưa tới đó. Nếu bỏ hết thời gian trên đường để nghĩ cách làm sao qua cầu, ta sẽ đánh mất những điều mầu nhiệm, đẹp đẽ trên đường. Thế nên, các bạn thân mến, hãy hít thở, vui vì được sống trong hiện tại, thì khi đến nơi có cầu, sẽ băng qua nó mà không sợ hãi. Đôi khi, các bạn có cảm giác ai cũng phản đối mình. Thiền sư khuyên, thay vì chờ đợi được người khác chấp nhận, con có thể học cách yêu thương bản thân trước. Làm được như vậy, con sẽ dễ dàng hiến tặng tình thương của mình cho người khác hơn là bận tâm xem người khác thấy thế nào về mình. Ngược lại, người khác cũng cảm nhận được và dễ dàng bày tỏ tình thương và lòng biết ơn tới con hơn. Thiền sư Thích Nhất Hạnh tìm được cách chân thành nhất để truyền đạt kiến thức quan trọng trong cuộc sống đến với mọi người. Đó không chỉ là điều các bạn học tập được qua trường lớp, sách vở, mà hơn hết là từng ngày sống và cảm nhận cuộc sống, cảm nhận từng giây khắc trôi đi trong đời sống, lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn để biết yêu thương và bao dung trong đời sống. Mỗi lời hồi đáp đều được truyền tải như câu chuyện đẹp, vừa giải đáp, vừa tâm tình, giản dị và thâm trầm, sâu sắc. Không chỉ trẻ con, người lớn cũng nên đọc Trong cái không có gì không, đọc để cảm nhận từng chút nhân hậu nơi nhân gian đang ngập tràn sự sống, nhân hậu với mình, với đời. Trong cuốn sách, Thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn dắt bạn vào thế giới thanh tịnh của thiền, bắt đầu với những kiến thức cơ bản. Khi có người hỏi, thiền tập là gì và tại sao người ta lại thực tập thiền, ông giải đáp giản đơn, thiền tập là tập trung để nhìn sâu vào thân tâm mình, con có thể thiền tập trong lúc đang ngồi hoặc đi đến trường, lúc nằm trên cỏ hay nằm nghỉ trên giường trước khi ngủ. Trong lời dẫn giải của tác giả cuốn sách, thiền tập không phải là thế giới xa xôi, thiền nằm ngay trong hơi thở khi lặng yên, hay trong nụ cười thật đẹp của giây khắc hiện tại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đưa ra một số chỉ dẫn cơ bản, dễ thực hành, giúp các độc giả thực hành việc thở trong chánh niệm, cảm nhận được không khí đang vào ra một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Hơi thở chánh niệm có thể giúp ta mỉm cười với những nỗi buồn của mình. Sự thực tập này rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả, nụ cười của ta giống như ánh nắng có thể xuất hiện cùng cơn mưa, vì vậy, con vẫn có thể cười trong khi con khóc, và khi ấy, con đang tạo ra một chiếc cầu vồng. Một cuốn sách ngập đầy sắc hương ấm áp của đất trời, khiến mỗi tâm hồn khi bước vào đều cảm thấy bước chân nhẹ nhàng, tâm tư khoan khoái. Trong giây phút ấy, cuộc đời đẹp đẽ vô cùng, cũng bởi ta đã biết yêu thương cuộc đời thêm nhiều lần. Trong cái không có gì không là những giải đáp thích hợp cho câu hỏi của chúng ta, những ai đang đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của riêng mình. Đây là thực sự là cuốn sách rất hay và ý nghĩa. Hãy theo dõi Việt Nam Book thường xuyên để biết thêm nhiều cuốn sách bổ ích khác nhé.